Ra đây nghỉ tay để ăn đã, sau rồi uống thuốc nhá. Ăn đi sau uống thuốc, không vì lại hỏng dạ dày. Sao tối qua ngủ ở ngoài có vất vả không, có lạnh không? Ăn đi để anh cho uống thuốc nhá. Này, ăn đi, giỏi lắm, ngoan lắm. Cái món cá gác bếp này vẫn cứ để đây này các bạn này, mình chưa sử dụng tới, tí nữa mới sử dụng tới. Còn thuốc dành cho đà điểu của mình ấy thì các bạn thấy không, đây là viên thuốc giảm đau này, C có tức là C sủi giảm đau. Còn đây là hai viên thuốc chống sưng phù lè để mình cho bạn đà điểu của mình uống. Nào điểu ơi, nào uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc. Nào, mẹ mày bỏ cái chén xuống, mẹ mày bỏ cái chén xuống, cứ bỏ chén này, đút viên thuốc này vào. Ôi trời ơi, uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc, thuốc khỏi đau. Đấy, ai bảo nghịch mà. Cứ nghịch lắm cơ. Anh cứ bỏ ra để mấy này. Ngoan, 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 ngoan lắm, ngoan lắm. Anh cứ cầm cái viên thuốc này đã. Bây giờ nó lớn rồi, nó không còn là bé như ngày xưa mà dễ nữa các bạn ạ. Giờ nó khỏe lắm. Nào, 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 nào. Uống thuốc, thuốc. À, uống xe sủi giảm đau. Ấy, úi xù, thụng vào mồm anh ô, thụng mồm anh ô. Vút vút cho xuống rồi. Uống nước. Vật năm điều ạ. Ui ui, thụng vào hàm anh ơi. Vỡ mồm con chó xôm anh ơi. Điều ơi. Điều. Hắn ghét mình, hắn về tận phía sau kia rồi. Mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn là xem video vui vẻ. Vậy là các cụ như mình thường hay có câu là con dại cái mang. Dẫu biết rằng thì nó cũng chả phải là con của mình, chỉ là một người bạn mà mình chăm sóc thôi. Thế nhưng mà cũng gần giống như cái câu các cụ mình nói là đấy, khi mà nó tồ tè thì mình sẽ phải vất vả. Nếu như mà nó thông minh như những con vật khác thì mình cũng có thể là dễ chăm sóc hơn, và cũng có thể là mình sẽ nhàn hơn. Nhưng mà đó là cái gọi là khi mà chăm sóc động vật thì có những con nọ con kia, thôi thì đành phải chấp nhận vậy. Và mình cũng cố gắng là làm sao cho bạn đà điểu của mình nó có một cái sức khỏe tốt nhất. Ví dụ như là mình đang sử dụng cái thuốc đó là trứng chống sưng phù lè này. Rồi hôm qua thì mình còn cho thêm cả viên Faradol nữa cơ, viên hạ sốt ấy. Thì hôm nay bạn ý cũng như hôm qua, đó chính là cứ ra ngoài vườn rong ruổi như thế này này. Đấy các bạn thấy không? Vẫn cứ rong chơi như thế kia. Đây cứ bám vào vợ mình như thế kia đấy các bạn. Cứ rong chơi rong ruổi suốt cả một buổi cứ như vậy thôi. Thì mình lại phải vất vả thêm một chút xíu. Thì khi mà thả bạn ý ra thì mình lại phải dọn dẹp lại cái vườn của mình đi. Từ những cái chỗ cát cao thì mình lại cào xuống cái chỗ thấp. Rồi thì tất cả củi kiếc, rồi nói chung là tất cả những cái gì bộn bề nhất là mình cũng có thể là dọn dẹp để hạn chế cái việc bạn đà điểu này, cái chân của bạn ấy đi là bạn ấy không có nhìn thấy đâu, là bạn cứ thẳng tiến thôi. Mà không may mà gãy chân thì cũng tội, thì cho nên là mình không có dám. Hương ơi, Hương đừng cào xuống xuống cửa AV sau cát, nó chỗ xô xuống cửa AV, cào hất lên hiểu được. Cao hất về cái chỗ thấp này này. Thế cho nên là mình phải vất vả thêm một chút xíu, nhưng miễn sao là nó an toàn là được. Rồi bây giờ thì tạm thời cái việc của đà điểu của mình đã yên tâm. Còn mình tí nữa sẽ đi mua cái cót nhựa này này các bạn này. Cái cót nhựa này thì nó rất chi là tiện để về mình gắn vào cái chuồng đà điểu. Đây các bạn này, cái cót này này. Ôi chào mấy bạn nhá. Ô lại đẻ trứng ở trong kia à? Có trứng rồi kìa các bạn kìa. Chắc là của con mái này này. Đấy. À, đây cái cót của người ta đá gà trọi này này. Thì mình về mình sẽ đưa vào cái phần rìa của B40 đấy. Thì là bạn đi cọ vào thì bạn ấy sẽ không bị đau nữa. Bởi vì là hôm qua rất nhiều các bạn có đóng góp cho mình những ý kiến, nói rằng là phải be bịt kín vào để nó không nhìn ra ngoài ấy. Thế nhưng mà cũng biết là như vậy, nhưng mà mình cứ để cho thế này đã, để cho nó nhìn xung quanh cái khu vườn của mình cho nó quen thuộc đi đã. Còn thì sau vài bữa nữa thì mình chắc chắn là sẽ phải che kín lại cái phần vế này rồi, để thứ nhất là tránh gió này, rồi có thể là tránh mưa nó hát vào. Nói chung là cũng còn khá nhiều việc, nhưng mà bây giờ những cái việc gì nóng thì mình làm trước cho nó xong đã nhá. Đấy, bây giờ thì thôi tạm thời mình nghỉ tay một chút xíu, vì là buổi hôm nay thì hai vợ chồng cũng rất chi là vất vả thu gom cái vườn này rồi. Mình quay trở lại cái món cá gác bếp mà này, mình thử ăn để xem cái cảm nhận cái hương vị của nó như nào các bạn nhé. Tranh thủ cái món cá gác bếp của mình ấy lướng lại thì mình lại di chuyển mấy cái thứ cây này đem đi ra cho vịt vi nương. Các bạn biết tại sao cá gác bếp mà mình vẫn phải lướng lại không? Đó chính là cái phương pháp
mà mọi người ở trên dân tộc Tây Bắc là người ta giữ thực phẩm của người ta đều được lâu đấy các bạn. Chứ như thời buổi cơ chế hiện đại thì có thể là sử dụng tủ lạnh. Thế nhưng ngày xưa không có tủ lạnh thì đồng bào Tây Bắc là người ta thường hay sấy thịt này, hoặc là gác bếp thịt, làm sao để giữ bảo quản cho được lâu. Thế cho nên thì mình vẫn cứ phải là lướng lại qua cho nó cẩn thận hơn, và nó sẽ có một cái mùi đặc trưng và thơm hơn. Thì đó là học theo phương pháp của các bác ở trên đồng bào Tây Bắc đấy. Nói về tới đặc sản thì các bạn thường nghĩ tới cái món ăn, cái món mà các bạn đã từng ăn và các bạn nhớ tới đúng không? Thế nhưng không, mình đang muốn nói tới giờ đặc sản ở miền Bắc quê mình, đó là mùa thu, mùa của lá rụng và mùa của những quả bưởi đang chuyển thành màu vàng, và mùa của mùi rơm khô và khô hạn sắp sửa tới. Đó là đặc sản của miền Bắc. Còn nói về tài sản thì chắc hẳn các bạn thường hay nghĩ tới những đồng tiền, những thứ vật chất đúng không? Thế nhưng đối với mình trừ gia đình ra thì tất cả những con vật của mình đang chăm sóc, nuôi lớn thì đó cũng là một cái thứ tài sản đấy các bạn. Còn ngoài ra cũng chẳng có gì khác nữa đâu. Chăm sóc chúng nó rồi thì gửi gắm những tình cảm vào cho chúng nó thì đó cũng là một cái tài sản mình gọi là về tinh thần, nuôi lớn và tự mình cũng tìm cho mình những niềm vui. Đó gọi là cái tài sản của Long Đen là chỉ có như vậy thôi. Thôi nói đi thì nói lại thì mỗi người có một cái suy nghĩ và cái quan điểm khác nhau. Còn cái bây giờ của mình thì đó là mang cho vịt Uyên Ương một chiếc chuồng và những cái cây để các bạn ý có thể là tránh mặt. Wow. Công việc. Mình sẽ cho các bạn đoán xem cái hai cái chuồng này của mình tầm hết khoảng bao nhiêu tiền đấy. Các bạn có đoán ra không? Chắc là rất nhiều các bạn cũng đoán ra. Bởi vì là hôm qua cũng nhiều các bạn hỏi là anh ơi, anh có thể là chia sẻ cái kinh tế về cái AV này hết bao nhiêu tiền được không? Thì thôi được, mình giải quyết lốt cái vấn đề này. Sau đó thì mình sẽ chia sẻ gửi tới cho các bạn một chút gọi là kinh phí, nói về kinh phí cho cái AV này của mình. Nào, không được bác lạt. Hư. Kìa, sao lại đuổi? Hư nhỉ? Giỏi thật đấy. Giỏi thật đấy. Cậy đông bắt lạt ít người chứ gì. Có cái bể nước thôi mà tranh nhau tắm. Đây, làm cho cái chuồng đây, tranh nhau lên mà đẻ đi. Tôi độc mong các anh các chị tranh nhau lên đây mà đẻ thì tôi mừng quá. Đấy, phải mang chiếc chuồng ra như này các bạn ạ. Nhớ ngộ may đâu nó có sinh sản thì đó lại là một cái tin vui đúng không nhỉ? Còn đây, đây là cái cây này mang ra đây để cho các anh các chị nếu mà có láu thì có để có chỗ mà tránh mặt. Một cây cho vào đây. Đấy. Còn cái cây này thì cho vào đây. Ê, sướng nhá. Mình cũng tính định trồng thêm cái cây xanh nữa đấy các bạn. Ai nhà, nào, chết à. Tính trồng thêm một cái cây xanh nữa cho nó mọc vào đây, nhưng mà thôi cứ tạm thời như thế này đã. Ai. Anh với chị giỏi nhỉ, cậy đông bắt nạt đấy, cậy đông bắt nạt yếu đấy, hả? Giờ hồn. Thằng trống bảo có nghe không? Đấy, có giỏi thì lên trên này mà tranh nhau cái tổ này đi này, mà đẻ đi này. Đấy, ê, sợ ơi sợ. Chết. Có cái bể thì cứ từ từ mà tắm, không phải đi đâu phải vội ạ. Ui giời ơi, thức ăn đây. Thức ăn mình cũng phải là chia đôi nó ra các bạn này, đấy. Phải tách riêng nó ra này, không lại mệt lắm. Ui hồi. Thôi cứ tắm rửa đi, rực rỡ đi. Ui, chật thì cũng chả tranh nhau, mà có khi rộng lại thành tranh nhau. Con vật nó cũng tranh giành địa bàn đấy các bạn ạ. Không con gì là con không tranh giành địa bàn đúng không? Rồi bây giờ thì quay trở lại về cái AV này. Mình có lẽ sẽ nói nhiều hơn một chút xíu các bạn nhé. Để các bạn tính toán cho mình này. Nguyên tiền sắt thì là gọi là 5 triệu. Mình mua thêm một vài cây nho nhỏ nữa thì một vài trăm nữa thì thôi mình cứ gói gọn vào là 5 triệu nhé. Tiền khung sắt thôi nhé các bạn. Tiền khung sắt và tiền mái tôn. Tiền công thì của mình là hết 1 triệu. Các bác làm thì tiền công mất 1 triệu. Thì đã rơi vào 6 triệu này. Đi thanh toán tiền lưới này các bạn, lưới B40 này. Rồi cái lưới nhỏ nhỏ này này.
thì là 4.300.000. Sơ qua đã có 10 triệu rồi đúng không? Đấy, sơ qua 10 triệu chưa tính ốc vít bản lề. Tất tần tật chắc là mình nghĩ là nếu tính chi tiết thì nó chỉ rơi vào tầm 10 triệu 500 hay là 10 triệu 600 gì đó. Chỉ như vậy thôi. Còn thì có thể là nhiều nơi các bạn sẽ làm rẻ hơn. Bởi vì là sắt các bạn mua được rẻ, nhưng mà có nơi thì các bạn sẽ mua đắt hơn. Thì cũng có thể là hay, thì là tốt hơn. Còn nguyên về cái tôn này này, nhiều các bạn bảo mình sao anh mua tôn rẻ thế, bởi vì là cái tôn này có 101.000 của 1m2 thôi. Thì mình mua loại rẻ nhất ấy, thì là 4 tấm này. Thì mình không nhớ chi tiết nữa, nhưng mà dài thì là 3m9, 4m5. Chiều dài là 4m5, còn chiều rộng thì khổ của nó 1m, thì các bạn thấy rồi đấy. Còn các bạn cứ nhân ra mét vuông nhé. Còn thì đó là tất cả những cái gì mình thống kê ra để gọi là chia sẻ với những ai mà cũng muốn làm cho mình một cái AV, hoặc là cũng muốn sở hữu một cái AV mà để các bạn có thể là lựa kinh tế của mình. Thôi, cái việc AV của mình như vậy là đã là khá là ok rồi. Bây giờ thì chuyển sang mình nghỉ tay lại, nghỉ tay, bắt đầu thưởng thức cái món gì nhỉ? Cái món cá gác bếp của mình thôi. Wow. Mình mang lên rồi đấy các bạn này. Đấy, thế nhưng mà hơi vướng một chút xíu nhỉ. Nước chấm của mình thì vẫn chỉ là cái bộ môn đồ khô này, vẫn tương ớt vẫn là hợp lý nhất các bạn ạ. Còn nếu như mà chuẩn ra cái hương vị của nó thì phải có chanh, hạt dổi thì mới thơm. Thế nhưng mà không có thì mình dùng cái món này được để mình kiểm tra một chút xíu các bạn nhé. Đây là những cái chỗ mà gia vị của nó bị cháy này các bạn này. Đấy, ớt này, các thứ này. Rồi bây giờ thì mình thử bừa ra xem nào. Có tí gió một cái là diều lại vu vu ngay các bạn ạ. Đấy, cứ gió kiểu có gió bắc thì diều nó lên khỏe, cho nên là các bạn ấy thả diều nhiều lắm. Ui, các bạn này. Uấy. Được đấy nhỉ. Mình thấy có cái gì là rất chi là ổn luôn này. Vàng rộm luôn. Nhưng mà cá thì chắc chắn là không thể tránh là không có xương rồi. Rồi mình thử xem nào. À quên đấy, Hương ơi, gọi vợ câu các bạn nhỉ. Nghỉ tay làm miếng cá em ơi. Mình mời tất cả các bạn dùng với mình một miếng nhá. Dạo này các bạn bảo mình bảo là sao dạo này nhiều ẩm thực thế, không phải đâu. Bởi vì là xây được cái lò ra thì mùa thu của miền Bắc này nó cứ có một chút se se lạnh ấy. Cho nên rất chi là thèm cái đồ nướng luôn các bạn ạ. Đặc biệt là cái đồ gác bếp, mà cái ẩm thực của đồng bào Tây Bắc này thì mình cũng rất chi là đam mê. Mình cũng từng hứa rằng là nếu mà xong cái những AV này thì mình sẽ có những cái chuyến đi du lịch đến một vài nơi có những cái hương vị ẩm thực, và đến những nơi mà người ta thường chăm sóc những con vật yêu quý thì mình đến trước tiên là mình du lịch, sau đó là thưởng thức ẩm thực của từng vùng miền đó. Rồi, bây giờ thì mình mời các bạn. Thơm thơm như kiểu mùi cá chỉ ấy các bạn. Thế nhưng mà nó cứng hơn. Nó cứng hơn thịt trâu gác bếp các bạn ạ. Cứng quá. À. Đây các bạn ạ. Nó khô như thế này các bạn. À. Thế này răng lại mà kém là hơi khó nhá đấy. Cái da của nó các bạn này, mình không muốn có đánh vảy đâu, để ăn cho nó có một cái vị thơm đấy. À. Em ơi, vào làm miếng. Ngon đấy. Ui. Giòn tan các bạn. Chắc hẳn là các bạn ăn cá chỉ nhiều rồi các bạn biết. Nhưng mà đó là cái mùi thơm kiểu như mùi cá chỉ thôi. Nhưng mà cá này thì nó có mùi mắc hén này, có mùi tỏi này. Nói chung là cái mùi nó đặc trưng của gác bếp hơn. Úi, giòn tan luôn. Rồi bây giờ thì mình thử bóc cái da của nó ra đấy các bạn nhé. Thử ăn cái da trong món phê không? Wow. Được đấy. Ui. Ui, cái da của nó đây các bạn này.
Mình có một cái sở trường đó là cá này, ít khi mình bỏ vẩy lắm. Mình cứ thích rán cả vẩy ăn cho nó thơm ấy. Cay quá. Thơm thật. Bây giờ mình sẽ bóc tí thịt nó ra. Cứ tay chân sai năm quân đây này. Ăn bẩn sống đâu thằng Tàu bảo thế. Vợ mình đang mải làm nốt một chút xíu việc, các bạn thông cảm với mình nhé. Mình cũng thưởng thức vài miếng để xem cảm nhận cái hương vị nó như nào ấy. Còn mình cũng còn nhiều việc mà. Bây giờ phải ăn cả một cái, xé hẳn cả một đoạn ra nhỉ. À để vợ mình vào đây rồi. Nhưng mà từ từ để anh bóc lại nhé. Ôi chuyện anh mà nị. Đây. Đây bóc ra. Hẳn hoi mời vợ. Lịch sự đàng hoàng đúng không? Đây anh chấm cho một chút xíu này. Anh mời em. Xấu hổ lắm á. Thôi rồi anh có che mặt đâu. Anh mở mặt đâu đấy. Này đấy ăn đi. Vợ xấu hổ các bạn. Em mời cả nhà nhá. Em mời cả nhà. Cả nhà mời em. Đây các bạn này. Thịt vàng rộm luôn. Có chấm tương ớt không? Làm tí cho nó cay cay cuộc đời không? Thơm thơm. Chuyện. Mùi giống như mùi cá chỉ vàng. Cái mùi cháy cháy giống như cá chỉ vàng đúng không nhỉ? Thế nhưng khi ăn mà cái gia vị của nó lại khác. Để anh cho mẹ mày tặng hẳn mẹ mày một miếng to. Nhưng mà ăn thịt lợn các bếp vậy thôi. Thịt lợn các bếp á? Thịt trâu các bếp. Ây à. Ui. Đây bớt lại cái miếng này để phần cho Hiệp này. Hiệp hôm nay trở trời thế nào lại đi chơi à? Cái đầu này cũng trông thế này thôi nhưng cũng giòn lắm đấy các bạn. Ui. À, cho mẹ mày cả một miếng ba chỉ luôn. Này. À, không dám xuất hiện trước ống kính. Ngon đấy. Này tương ớt đây chấm đi. Giòn nhỉ? Người ta này ăn giống như mực gì nhỉ? Đừng nói là giống như là mực một đắng nhá. Không nhớ là cái mực gì nhỉ? Úi, bóc nó tanh tách cả. Hót tương ớt này ăn này các bạn này. Quá giòn luôn. Các bạn cảm thấy nó cái vị giòn của nó. Đây là phần đầu của nó đấy. Rồi. Các bạn này này. Hả? Da của nó giống mùi cá chỉ mà nướng khét khét. Ăn giờ mình nhớ gia vị đấy. Giờ nghĩ mãi mới ra. Các bạn thấy không? Vàng rộm luôn này. Nhưng mà thừa nhận là nó thơm thật các bạn. Đây, từng miếng một. Ôi. Được cái răng lợi chả ra gì. Nhưng mà toàn tìm cái đồ khô này để ăn này. Sống là cứ phải ăn đó các bạn. Cả nó. Xương này thì không làm gì được. Xương này mà ăn thì rụng răng. À, các bạn nào mà muốn thử đi, các bạn cũng thử nhá. Tuyệt vời luôn nè. Đấy. Thấy chưa? Quặn, mình phải quặn quả tương ớt phải đậm đặc như này này các bạn này. À. Đấy,
hót quả tương ớt như thế này thì hỏi rằng vợ được cái miếng gì nữa. À, để cho Hiệp cả một miếng này luôn. Ăn hết. Mỗi cái xương nào cứng quá thì bỏ ra các bạn. Ăn bẩn sống đâu, thằng tàu ở thế. À, các bạn này, cái xương này. À. Cách nhau mấy con ruồi. À, các bạn nhìn này. À. Cái da của nó này. Ê, vàng chưa? Ê. Lấy cái miếng da này ăn nhá. Giòn cực kỳ luôn. Cái miếng da này mà quẹn với tương ớt mà quấn vào mà gói vào thì thôi rồi. Mấy con gà kia đấm mồm. Ê. Wow. Hết cả tương ớt rồi. Nhìn gì ở điều? Nhìn gì ở điều? Anh đang nếp từng tí một đây. Mày mà không tồ thì anh đâu phải vất vả. Đây các bạn này. Đây chính là cái mà mình đang mong muốn và mình đang cần sử dụng tới nó. Trong hè thôi nhưng mà cũng nặng phết đấy. Các bạn ơi, mình sử dụng một tay mà. Đấy, đây. Đây chính là cái mà mình mong muốn để đưa vào đây. Đấy. Đây mình chia sẻ với các bạn một chút xíu nhá. Đây mình sẽ cho nó như này này này. Đấy, mình sẽ buộc nó lên vào cái phần này. Đấy. Thì là bạn ấy sẽ không bị quằn quẹt cái cổ của bạn ấy vào cái hàng B40 này của mình ấy. Để mình làm lốt mấy cái thứ này. Thì là tối đến là mình sẽ cho nó vào trong này. Đó, cho vào trong này. Thì còn ban ngày ấy thì là mình vẫn cứ thả ra ngoài vườn, bởi vì mình dọn cái khung cảnh vườn của mình nó được rộng rãi thoải mái rồi thì sẽ nhốt bạn ấy ở ngoài. Không biết là có đủ không đây này. Gọi làm sao được điều. Điều vào đói thì mới tới thôi. Đấy. Túc 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 túc. Chỉ có mỗi anh gọi túc túc mà ra thôi. Càng gọi càng cắm đầu đi. Đây các bạn này. Đấy, như thế này thì có mà chịn cổ ở đây, có ngang với này tắm xà bông. Quá mịn luôn. Rồi, bây giờ thì mình xin phép các bạn mình kết thúc video để mình làm lốt cái phần còn lại của cái bu này của mình.